Xin chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, ung thư luôn là mối đe dọa sức khỏe mà tất cả chúng ta đều e sợ đúng không ạ? Và thực tế thì cho thấy ung thư đang là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn cầu chỉ sau bệnh tim mạch. Trong khi có khoảng 1/3 số ca tử vong do ung thư xảy ra ở những người do thói quen sống không lành mạnh, thì một số chất gây ung thư có mặt trong các đồ vật trong nhà cũng có thể gây ra hậu quả tương tự. Đang nói là nhiều người vẫn chưa thật sự có đủ hiểu biết về rủi ro này. Vậy cô bác có bao giờ nghe về các chất gây ung thư ẩn náu trong các vật dụng gia đình nhà mình chưa ạ? Đáng sợ nhất là những chất này đang có mặt trong nhiều đồ dùng của gia đình Việt Nam. Và gần đây, nhiều người đang cảm thấy bất an về thông tin một vật dụng phổ biến tại các gia đình đang ẩn chứa nguy cơ gây ung thư. Vậy đồ dùng đó là gì? Liệu có thật sự tồn tại chất gây ung thư trong đó không? Mời cô bác hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Gần đây có lẽ nhiều cô bác đang không khỏi lo lắng về thông tin sử dụng nồi chiên không dầu có nguy cơ gây ung thư khi nó sản sinh ra một chất có tên là acrylamide. Thông tin này gần đây trên mạng xã hội khiến cho nhiều gia đình lo lắng vì hầu hết các gia đình đều đang sử dụng nồi chiên không dầu như một cách chế biến thực phẩm tiện lợi nhất và các cô bác cũng gửi thắc mắc về cho chương trình rất nhiều. Ngày hôm nay thì hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày đi tìm hiểu sự thật nhé! Acrylamide là gì và nguy cơ gây ung thư của nó ra sao? Thực chất thì acrylamide là một hóa chất được dùng nhiều trong công nghiệp dưới dạng polyacrylamide, acrylamide, copolymide. Trong thức ăn mà cô bác và gia đình sử dụng hàng ngày, acrylamide được tạo ra từ phản ứng của amino acid aspargranin và đường ở nhiệt độ cao. Aspargranin có trong các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là khoai tây và các loại ngũ cốc. Các loại thực phẩm có thể chứa acrylamide là khoai tây chiên, bim bim khoai tây, bánh mì, bánh làm từ bột ngũ cốc, cà phê. Ngoài ra, acrylamide còn được tìm thấy trong khói thuốc lá nữa. Chúng ta tiếp xúc với acrylamide chủ yếu từ thức ăn và khói thuốc lá, mà khói thuốc lá chứa nhiều acrylamide hơn thức ăn. Lượng acrylamide trong máu người hút thuốc cao hơn 3-5 lần so với những người không hút thuốc. Lượng acrylamide trong thức ăn phụ thuộc chủ yếu vào thời gian nấu và nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao và nấu càng lâu thì sẽ có càng nhiều acrylamide được tạo ra. So sánh các phương pháp nấu ăn là dùng nồi chiên không dầu, nướng và chiên rán thì nồi chiên không dầu có nhiệt độ từ 120 đến 180 độ C. Nướng có thể lên tới 320 độ C, chiên rán có thể lên tới 300 độ C. Như vậy, nồi chiên không dầu tạo ra acrylamide ít hơn so với chiên dầu và nướng. Các thức ăn từ sữa, thịt cá không tạo acrylamide khi được nấu ở nhiệt độ cao của bác nhé. Vậy acrylamide có độc hại không ạ? Nghiên cứu trên động vật cho thấy khi cho vào nước uống ở liều cao thì acrylamide sẽ làm tăng nguy cơ ung thư trên một số cơ quan. Tuy nhiên, các cô bác cũng cần chú ý ở đây có hai vấn đề là liều cao và tăng nguy cơ. Có nghĩa là khi tiếp xúc với acrylamide phải đủ liều và đủ lâu sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Nói như vậy để khẳng định không phải cứ tiếp xúc với acrylamide là sẽ bị ung thư mà phải tiếp xúc nhiều trong thời gian dài thì sẽ được kết luận tỷ lệ ung thư sẽ cao hơn. Và như vậy, không có gì khẳng định chắc chắn là nồi chiên không dầu là thủ phạm trực tiếp gây bệnh ung thư. Vấn đề là ở chính cách sử dụng của cô bác. Khi cô bác quyết định ăn thêm, ăn nhiều món chiên, trong đó có khoai tây chiên, thì cũng đồng nghĩa với việc cô bác chấp nhận nạp thêm một chút acrylamide vào cơ thể, dù là chiên dầu hay không dầu hoặc nướng. Việc tránh acrylamide hoàn toàn là một chuyện bất khả thi, nên chúng ta cần điều chỉnh từ thói quen ăn uống và cách sử dụng nồi chiên không dầu của bác nhé. Quý cô bác thân mến, có thể thấy có rất nhiều loại vật gia đình sử dụng sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư nếu không biết cách sử dụng đúng. Tuy nhiên, đồ dùng mà chúng ta vừa phân tích thì không hề có nguy cơ gây ung thư như nhiều người đang nhầm tưởng. Cô bác có thể tham khảo những thông tin này và chia sẻ video tới cộng đồng để mọi người cùng biết nhé. Nhân nhắc về các loại vật dụng trong gia đình thì Sống Khỏe Mỗi Ngày cũng muốn chia sẻ tới cô bác một loại đồ dùng gần như là gia đình nào cũng có, đó chính là tủ lạnh. Không ít cô bác đang thần thánh hóa tủ lạnh như một món đồ vô khuẩn, vạn năng, nên đã lạm dụng chúng để bảo quản mọi loại thực phẩm. Tuy nhiên, có một thực tế không phải ai trong chúng ta cũng biết, đó là sử dụng tủ lạnh không đúng cách.
Sau đây là 5 sai lầm khi dùng tủ lạnh khiến gia đình mang cả tá bệnh. Cô bác hãy cùng xem hết video này để biết và tránh nhé. Sai lầm đầu tiên khi cô bác sử dụng tủ lạnh đó là đặt thực phẩm chín và sống gần nhau. Thực tế thì 46% tủ lạnh của các gia đình có chứa các loại vi khuẩn nguy hiểm như Escherichia coli, Salmonella và Listeria. Trong đó, vi khuẩn Listeria là một trong những thủ phạm chính gây ra ngộ độc thực phẩm. Loại vi khuẩn này có thể sinh sôi trong môi trường nhiệt độ thấp ở trong tủ lạnh. Nó thường được tìm thấy nhiều nhất trong thịt sống như thịt lợn, thịt bò sống và một số sản phẩm từ sữa cũng rất dễ bị nhiễm bẩn. Nếu cô bác để thực phẩm sống cạnh các loại thực phẩm nấu đã chín, thì vi khuẩn này sẽ dễ dàng lây nhiễm chéo. Nếu ăn phải những thực phẩm chứa Listeria, con người có thể đối diện với các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, tiêu chảy, viêm màng não. Vì vậy, việc cô bác bảo quản thực phẩm chín và sống cần phải có sự riêng rẽ. Nếu được, cô bác nên bảo quản thịt sống và đồ ăn chín riêng biệt trong tủ lạnh. Nếu cô bác muốn đặt cùng ngăn tủ lạnh, hãy bọc kín màng bằng bọc màng thực phẩm và đặt trong các hộp có nắp đậy. Sau khi lấy đồ ăn từ tủ lạnh, cô bác không nên ăn ngay mà cần hâm nóng hoặc nấu chín kỹ. Cô bác cần rửa sạch rau củ quả bằng nước trước khi ăn nhé. Sai lầm thứ hai mà nhiều cô bác đang mắc phải khi sử dụng tủ lạnh đó là không vệ sinh tủ lạnh lâu ngày. Cũng giống như cơ thể, tủ lạnh cũng cần được cô bác làm sạch thường xuyên. Tủ lạnh hoạt động 365 ngày, không được vệ sinh thì sẽ dễ khiến cho vi khuẩn sinh sôi và sinh mùi hôi. Các chuyên gia khuyên cô bác nên vệ sinh tủ lạnh 2-3 lần một tuần. Thêm vào đó, các gia đình cần thường xuyên kiểm tra đồ ở trong tủ lạnh, sử dụng những đồ dễ hỏng trước và loại bỏ các thực phẩm không thể dùng được nữa. Cô bác hãy chắc chắn là tủ lạnh của gia đình mình luôn được vệ sinh một cách sạch sẽ. Vật chứa thực phẩm có sạch thì thực phẩm được bảo quản trong đó mới đảm bảo được an toàn thực phẩm, cô bác nhé. Một sai lầm mà nhiều cô bác mắc phải nhưng vẫn cho là đúng đó là chờ thực phẩm nguội rồi mới cất vào tủ lạnh. Nhiều cô bác cho rằng khi thức ăn còn nóng sẽ làm hại tủ lạnh nên đã để đồ ăn ở nhiệt độ phòng cho đến khi nguội bớt thì mới mang cất đi. Thế nhưng đây thật sự là một hiểu lầm. Trong quá trình chờ đồ ăn nguội sẽ sinh ra rất nhiều vi khuẩn. Nghiên cứu phát hiện ra rằng sau khi thức ăn được nấu chín, khi nhiệt độ giảm xuống, vi khuẩn bắt đầu sinh sôi mạnh, cần phải làm lạnh nhanh ở mức dưới 7 độ C mới có lợi cho việc ức chế sự sinh sản của vi khuẩn. Điều này đòi hỏi thức ăn phải được đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, đặc biệt là vào mùa hè. Vi khuẩn có hại có thể tăng gấp đôi số lượng trong vòng chưa đầy nửa giờ. Cô bác hãy cho đồ ăn vào hộp kín, bảo quản ngay khi đồ ăn còn ấm để tránh sự sinh sôi của vi khuẩn có hại nhé. Cấp đông thực phẩm nhiều lần cũng là một sai lầm khi cô bác sử dụng tủ lạnh cần tránh. Khi giã đông, vi khuẩn bị kìm hãm được giải phóng sẽ sinh sôi phát triển rất nhanh. Nếu cô bác cấp đông trở lại, vi khuẩn sẽ tiếp tục gia tăng về số lượng, có thể gây ngộ độc cấp tính và một số bệnh lý khác cho cơ thể. Vì vậy, trong trường hợp căng cô bác định sẽ tiêu thụ hết thực phẩm ngay sau khi giã đông. Nếu không ăn hết thì cô bác nên bỏ ngay hoặc chế biến thành đồ chín rồi bảo quản, chứ không nên cấp đông nhiều lần cô bác nhé. Sai lầm cuối cùng đó là khi cô bác sử dụng tủ lạnh, cần bỏ ngay là để quá nhiều thứ không phải thực phẩm vào tủ lạnh. Tủ lạnh của một số gia đình được mệnh danh là hộp kho báu, không chỉ chứa đủ loại thực phẩm mà còn có thuốc, thậm chí là mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc. Điều đó dẫn đến việc dễ gây nên tình trạng nhiễm khuẩn cho tủ lạnh. Hơn nữa, điều đó cũng khiến cho chúng ta dễ bỏ quên thực phẩm, vừa khiến tủ lạnh thêm nguy hiểm, lại khiến cho tủ lạnh trở nên bốc mùi. Các cô bác không nên lạm dụng tủ lạnh. Cô bác hãy chỉ lựa chọn những gì phù hợp nhất để cho vào tủ, trước khi cho nên làm sạch. Thực tế thì tủ lạnh là một dụng cụ nhà bếp vô cùng hữu dụng, giúp cô bác bảo quản thực phẩm sống và chín. Vì vậy, để phát huy tối đa công dụng của tủ lạnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cô bác hãy tránh ngay 5 sai lầm khi sử dụng tủ lạnh này nhé. Cùng với đó thì việc bảo quản thức ăn bằng tủ lạnh không những cần chú ý tới việc sử dụng tủ lạnh sao cho đúng, mà cô bác cũng cần nắm rõ đâu là loại thức ăn nên và không nên bảo quản trong tủ lạnh. Bởi có một số loại thức ăn thừa nếu để trong tủ lạnh thì sẽ có thể biến chất cực độc gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Cụ thể có tới 3 loại thức ăn thừa sản sinh chất gây ung thư nếu như bảo quản bằng tủ lạnh. Thứ nhất, cô bác không nên bảo quản rau xào, canh cua, canh rau, rau luộc còn thừa ở trong tủ lạnh. Rau củ là một phần không thể thiếu trong thực đơn ăn uống hàng ngày. Nhiều cô bác thường có xu hướng làm nhiều hơn bình thường vì sợ cả nhà ăn thiếu. Kết quả là kết thúc bữa cơm, những món rau xào, canh rau hay rau luộc vẫn còn thừa nhiều. Nhiều cô bác đem bảo quản tủ lạnh để vào bữa sau để ăn như nhiều loại thức ăn thừa khác.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã chứng minh loại rau đã nấu chín cất trong tủ lạnh càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Ngay cả khi không bị ôi thiêu, vẫn có hương vị ngon miệng, thì rau ăn thừa để qua đêm và dùng cho bữa sau đều có khả năng sản sinh chất gây ung thư. Các loại rau xanh thường có hàm lượng nitrat cao, khi đem nấu chín, ăn còn thừa rồi đem cất vào tủ lạnh, nhất là để qua đêm, sẽ biến thành nitrit. Đây là một chất gây ung thư cực độc. Chuyên gia khẳng định, khi đi vào dạ dày, nitrit sẽ hình thành N-nitriso. Ăn nhiều những loại rau xào, rau luộc hay canh để qua đêm trong tủ lạnh, về lâu dài sẽ là nguyên nhân gây ung thư thực quản, ung thư dạ dày. Nhẹ hơn thì quý bác sẽ thường xuyên mắc các bệnh ở đường tiêu hóa, như đi ngoài, đau bụng, nhiễm trùng đường tiêu hóa. Nước canh xương nếu còn thừa thì quý bác cũng tuyệt đối không bảo quản ở trong tủ lạnh nhé. Nước canh xương thì rất là dễ ăn, dù là vào mùa hè hay mùa đông, loại nước này cũng đều có thể chế biến thành những món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. Nhiều cô bác thường nấu thật nhiều nước canh xương, dùng không hết thì đem trữ đông trong tủ đá để dùng dần, thậm chí có thể kéo dài từ tháng này qua tháng khác. Tuy nhiên, bảo quản thực phẩm lâu ở trong tủ lạnh theo cách này thật sự không tốt cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bảo quản thực phẩm dạng nước, nhiều nước xương trong tủ lạnh càng lâu thì nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ càng cao, dù cô bác đã cẩn thận cấp đông. Chưa kể là thời gian lưu trữ trong tủ lạnh càng lâu, hàm lượng nitrit trong nước canh cũng càng cao, nguy cơ bị ung thư sẽ càng lớn. Nguyên nhân bởi vì hàm lượng muối, gia vị được bổ sung vào nước canh xương trong quá trình đun nấu để món canh ngon ngọt hơn. Riêng những loại nước canh ăn thừa để lại qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox còn dễ bị thô nhiễm chất độc hại từ các sản phẩm kim loại ra món ăn. Sử dụng nước canh xương bảo quản trong tủ lạnh bằng cách này sẽ dễ khiến cho cô bác có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Hải sản nấu chín nếu còn thừa, cô bác cũng không nên cất ở trong tủ lạnh vì sẽ sản sinh ra độc tố. Vào những ngày hè nóng nực như hiện nay, nhiều gia đình thích mua hải sản về quê để quây quần ăn vào buổi tối cuối tuần. Hải sản thì rất là giàu canxi, bổ dưỡng, nhưng chỉ đúng khi được chế biến và ăn luôn. Ăn hải sản để qua đêm lại rất nguy hại cho sức khỏe. Nguyên nhân bởi vì ăn hải sản để thừa qua đêm sẽ sản sinh chất thoái biến của protein cực kỳ có hại cho gan và thận. Chưa kể, nguy cơ sản sinh ra vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, dù cô bác có bảo quản trong tủ lạnh đi nữa. Thưa quý cô bác, thật bất ngờ khi có quá nhiều điều cần chú ý trong quá trình sử dụng chiếc tủ lạnh nói riêng và các vật dụng những tưởng đã quá quen thuộc với mỗi gia đình rồi đúng không ạ? Hy vọng là những thông tin hữu ích mà Sức Khỏe Mỗi Ngày vừa cung cấp sẽ giúp cho quý cô bác hiểu hơn về những sai lầm cần tránh khi sử dụng những vật dụng này để hạn chế sự gây hại của các chất ung thư. Từ đó, dùng của bác tận dụng những loại đồ dùng nhà bếp này để giúp chăm sóc sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Còn bây giờ, chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác đừng quên chia sẻ video nếu thấy hữu ích và ấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe nhé. Tới đây, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.